nhận định soi kèo MU với Fulham lúc 0 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2021. MU sẽ có trận đấu với đối thủ Fulham trên sân nhà tại vòng 37 EPL. Đây là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar giành trọn vẹn 3 điểm. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Gian gần đây khi mà Man United đã không giành được chiến thắng nào sau 2 trận đấu gần nhất, với việc chỉ giành được 7 điểm sau 5 vòng đấu gần nhất. Hiện tại, MU vẫn đang có được 70 điểm sau 36 vòng đấu. Được thi đấu trên sân nhà trong trận đấu này sẽ là một lợi thế đối với thầy trò Ole Gunnar. Mặc dù MU đang chơi không thực sự ổn định trên sân nhà với việc không giành chiến thắng nào sau 2 trận đấu trên sân nhà gần nhất. Tuy nhiên, trong 5 lần gần nhất tiếp đón các vị khách Fulham, MU đang bất bại với việc giành được 4 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Scott Parker đang thi đấu vô cùng thất vọng trong thời gian gần đây khi mà Fulham chỉ giành được 1 trận hòa trong 5 trận đấu gần nhất và phải nhận tới 4 thất bại. Với phong độ trên sân khách không mấy ấn tượng gần đây, chuyến làm khách trên sân của Man United sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn đối với thầy trò Scott Parker. Chọn MU, soi kèo tài xỉu. Theo thống kê, những trận đối đầu gần nhất giữa hai đội đang có tỷ lệ đổ tài cao hơn. Cụ thể với kèo tài xỉu 2.75, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã đổ tài. Thêm vào đó, trong 5 trận đấu gần nhất của Man United đã đổ tài. Do đó, các chuyên gia dự đoán khả năng trận đấu này sẽ đổ tài là khá cao. Chọn tài, soi kèo hiệp 1. Với lợi thế sân nhà trong trận đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Ole Gunnar sẽ là những người chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Dưới sức ép của đội chủ nhà, các chuyên gia soi kèo hôm nay dự đoán khả năng MU sẽ có được bàn thắng trước trong hiệp 1.